Vâng. Cháu đang bảo tí đánh hai chục cây súp lơ nhà bà Lương lên trên vườn trên. Mát trời. Cho vào cái có cái túi bắn đánh khắp cho luôn vào cái túi ngọt tươi cho vào xe ruột đổi về xong lại cuốc lên thế này cái túi xuống như này dành ra đánh được rồi nó đánh cà chua không mà hôm nay nắng này đấy có việc gì đâu lấy xẻng xúc nhờ ừ lấy xẻng đấy bắn bẻ bớt lá đi cho nó có ăn mặc đi đi mang đi nhanh đi không không đổi ý giờ đấy đổi ý là lại gọi người xuống cho gà ấy. Cho gà cơ. Bắp cải trên nhà cháu có một luống có 40 cây rồi. Đấy nhà người ta có ruộng gần gần đây người ta đánh sang được bà Hải ạ. Nó chột thì trời mát này nó chột chỉ mất mấy hôm sao nó lại ấy mà. Mình chăm được nó vẫn lên.